Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Phú Thọ. Sở Giáo dục và Đào tạo vừa phối hợp với công ty cổ phần tập đoàn giáo dục UNED tổ chức hội thảo ứng dụng phương tiện nghe nhìn trong giảng dạy tiểu học với chủ đề Khoa học đời sống trong mắt em. Đây là dự án giáo dục dành cho bậc tiểu học đáp ứng kịp thời nhu cầu thay đổi phương pháp dạy học trong sự nghiệp giáo dục hiện nay. Tham dự hội thảo có đại diện Sở Giáo dục đào tạo, các phòng giáo dục huyện thành thị và gần 200 thầy cô giáo là hiệu trưởng các trường tiểu học đóng trên địa bàn tỉnh. Xuất phát từ nhu cầu thực tế, nắm bắt nội dung triển khai nhiệm vụ giáo dục về đổi mới phương pháp dạy học trong và ngoài nhà trường đối với bậc tiểu học. Bộ giáo trình môn tự nhiên xã hội ra đời nhằm đáp ứng mong muốn của cả giáo viên, phụ huynh, đặc biệt là học sinh tiểu học ưu điểm nổi bật của bộ giáo trình trong đĩa khoa học đời sống trong mắt em là kiến thức bám sát nội dung học sinh được dạy trên lớp được bộ giáo dục đào tạo thẩm định và phê duyệt về nội dung và chất lượng các bài học được lồng ghép phim hoạt hình qua những dẫn chứng thực tế sinh động bằng hình ảnh đoạn phim video chân thực sẽ giúp các em nhỏ tiếp thu bài giảng dễ nhớ dễ hiểu được biết tập đoàn unes sẽ cam kết hỗ trợ một phần kinh phí đồng thời cung cấp tài liệu hướng dẫn cụ thể cho các đơn vị tham gia dự án trong thời gian tới tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình phú thọ hôm nay cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn thân ái chào tạm biệt